Phải ai kiểm tra 45 phút là đúng 45 phút. Sai. Đỏ hết luôn đỏ. Ai smile. Trăm điểm gì? Không. Ơi, là thế nào? 45 phút gì? Có xem đâu. Sai. 5 câu thôi thì. 6 cái gì? Không phải làm được. Bây giờ này chiếc. Đấy thì bây giờ quyết nào. Tại mình phải đi mà được rồi. Làm hết đi đến 6 giờ. Những bài này Có ai có bút chì không kìa? 25 đề mà. Đây làm đi. Xong mà chỉ lượn lượn. Lâu. Giờ có máy tính thì cũng không đâu chữa chung. Trọng âm lại là trọng âm. Đúng. Thôn á. Thôi. Nói chung là bài đi. Nhanh lên để còn chấm điểm cho nhau nào. Homeless. Ga A 11. Ro homeless. Danh tính nhấn 1, động nhấn 2. Ồ, danh em. Không, hai. Thôi. Mất ra ngoài ra. Thích. Cô thích là động từ hay danh từ à? Thích lắm. Thích là động từ. Cái đấy đi đơn giản như thế thôi. Enjoy là động từ thích. Từ từ, sao chị mở? Từ từ. Em đi gặp với chị ạ. Thôi, không cần còn đâu, không có làm gì đâu. Tập trung con đang quay mà. Dừng không. Lại được. Dừng mà. Dừng làm gì? Đợt. À đây đợt đó. Enjoy. Vẫn đang quay mà. Rovai. Hai. Shvay. Rovai. Rovai. Shvay. Sai. Đấy là như này em thấy bố quá nhiều rồi. Sai. Em không dành thời gian nữa không được đâu. Mọi ngày bây giờ học tiếng Anh. Sai. Educate. Xem là giải thích tại sao lần sau. Nếu như mà ở đây thì chỗ này là vớp in rồi thì trước nó có phải là vớp in nữa không? Vẫn vớp in bình thường, nó có liên quan gì cái đằng sau đâu. Chứ sau in giờ là vớp in, còn đằng sau kệ đâu. Going fishing nó vẫn bình thường. Có S thì nó khác nhiều. Có S là đại từ, nó đứng được với câu. Nó thay thế cho cả một vật cùng với nó nữa. Nên cái gì của cô ấy, còn hơ chỉ là của cô ấy thôi. Khác nhau chứ. Thay thế cho danh từ chỉ vật. Cô đi là lo lắng đi một mình được, đi về about cũng được. Lo lắng về điều gì? Worry about. Ở đây có about đâu? Lo lắng về điều gì? Worry to đâu? Có mấy? Thế á? Quên. Cái câu trước.
Bạn bè của tôi. Don't watch me. My younger sister spent her days. So keep. Cái đó mà cái chặng đó đang ở đúng không? Sao hết 40 câu. Sao bài tập cô làm không đưa lên YouTube?
Hai từ đấy nó khác với nhau ạ. À, cái này là động từ, cái này là danh từ. Em phải tra cho những cái đấy em phải biết rồi chứ, phải tra chứ. Weight là động từ nặng, weight là cân nặng danh từ. Cách sử dụng rất là nhiều. Head là chiều cao, còn hai là cao đấy, là tính từ đấy. Weight là cân nặng. Hai đấy, mấy cái từ đấy nó cũng xem là chọn từ này. Để do vốn từ của mình, mình biết về từ loại của mình chứ. Mình mới chọn. Nói chung là biết từ mình hay từ năng kệ mà. Volunteer. Ok, là từ kệ. Không có phải đau, không có thế chỉ có cách làm chấm điểm mới biết là mình đang hỡn ngủ kém yếu kém là mức độ này. Vừa tìm thấy xong mẹ đặt trên family. Đúng cái gì? Đặt cái gì? Đặt cái gì cái này mà? Chết lắm mà còn bỏ đúng. Ai mày đâu ra dịch này mà mày ném đá? Dân mất cái bơ vào cái thuyền. Mày cứ chơi đi nó nổ. Mày... Ôi mày xảy ra cái chân này. Cơm cái cây bật chung cái bơ. Chúng muốn bơ để chết. Ở dưới tận nhúc cả hầm creeper luôn. Và đặt tên nó tên ngon một. Mà đặt tên cho creeper làm gì? Để nó phải lên mất. Ôi tí nữa, mày từ dưới đây đang nổ phát đến mất ngày. Điêu ấy, tao xây cao cao. Không ngờ. Mày chỉ phát nó nổ, nó nổ. Không ngờ đấy, đặt trên. Rơi cùng cả hai xuống đất. Nó chuẩn bị nổ. Ôi bướng. Mày ở dưới đây xin nhìn thế nào? Dẫn mấy con creeper lại. Oxygen creeper không phá vỡ được đâu. Ừ. Là ai vận động. Nó đồng ý cái kính hoặc là nó rơi xuống dưới. Nhìn nó yếu. Mà ở dưới thì có con gì mà biết. Bỏ đi. Khó đây, gia đình của bà, khó đây.
Đây là bài lớp mấy đây chị? Lớp 7 mà chị đều biết. Toxic. Ui. Cảm ơn phim Toxic. Có biết xin nó sâu lũ đêm ít ít mách ơi mày bị thiểu năng à, ít mách nó đi một mình thôi mà. Ấy cu lấy còn mệt quá cô ơi, buồn quá. Ít mách ít y mách mà nghe chứ ít y mách bao giờ chưa mà mách ở đây là mẹ. She likes cooking. May là mình chớ. She enjoy 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 cooking được mà. They enjoy to may là mình chớ được đấy. Chị có tên con Thảo cơ. Chưa. Em sẽ tải một cái từ điển flash. Sẽ coi. Nào nhá. Sẽ tải. Nhìn này nhìn này nhìn này sao? Nhìn sao? iPhone à? Không. Mẹ, mà cho chị xem đi. Không. Chị phải đi này. Không xem mấy cơ, xem điện thoại cơ, xem cái ốp em tự làm cơ. Chị kia giơ tay nút lên. Em bắt. Xin thôi đi đây tao làm, đi bọn mày không làm thì tao làm nốt đi đừng tao làm. Ốp đây bọn mày. Đưa tự làm. Nhanh bằng tao lấy. Cái con chưa từ từ để chị xem nào. Tomorrow do you. Đéo không, đéo không, đéo. Xị. Hai nhìn nó tự làm này. Đúng. Nó phật. Nó lấy của con Giang đấy hơn bọn mình. Cái này là của Giang. Cái này của Giang. Giọng giống Minh Anh nhỉ? Không, chỉ cần giọng nó giống. Nó cái nên là cấp. Chỉ cần búng tay của cổ nó thôi là nó giọng nó là thành đàn ông. Như là nhìn đấm này đây. Ấy cu nhìn này. Đấm vào họng nó này. Nào. Ấy, quần giọng một trà hẳn hồi. Đúng không? Ui, sao lại quay sông ma thế kia? 64, bó hả? Ui, của tao 99 cộng. Khiếp. Cái gì kia? Sao lại có của tao 99 cộng nhưng mà... Sao lại có? Cái máy giò ma là thế nào? Máy giò ma. Nghe thơ cho sao? Nghe thơ mà. Mở lên. Màu đỏ chết. Cho anh ấy xung quanh anh toàn là iPhone đèn, xung quanh anh toàn là báo đèn đèn. I start collecting my on his birthday. Muốn đặt hình xuống kia con sư tử kia. Chị làm đi mà. Chị làm. Câu cuối cùng thôi em. Em chưa chắc lắm. Nếu cho bạn kệ. Kiểm tra lại từ đầu xem câu nào sai nha. Em đúng không? Em đúng không thôi. Friendly, fine, smart, outside, đúng rồi. Tiếp câu 2. So, community, similar. Again, I never got any. Cái bài đánh trọng âm. Đây rồi. Gì đấy?
bình tĩnh nha. Đây. She has a pet cat now. Cô ấy đã đang mua lại đúng. Vì, ờ đúng rồi. Sai. Less. Thì thế này nhưng mà thiên cho nó sủa mẹ vào luôn. They began. Begin. Bị cay. Ok. In. Liệu cái máy nó có thu âm được tiếng của tao không? Không có. Và tao quên rằng tao có chuyện không quan tâm. Đúng rồi. Mà tao nhận ra là chưa có. Đang kiểm tra lại bài, sợ sai. Fishy. Từ mười năm giờ 44. Tiếp đi. Kiểm tra lại kỹ. Không cần 45 phút đâu để còn làm những phần khác. Kể cứ nộp đi, sẽ sai đâu sửa. Ấn vào. Hết rồi. Hết thì ấn vào thì tiếp theo. Đấy, 6-8 thôi, thêm một ít thôi. Đây, vẫn đang quay đây. Đã dừng lại rồi à? Chưa. Quay dừng lại rồi à? Chưa, vẫn thế mà cô. Đây, vẫn đang quay đây. Đây nhá, câu 1 thì đúng rồi này. Đây, câu 41. Câu này sai đây. Bình thường ở máy tính sai câu nào nó sẽ hiện lên luôn. Lốp lầm là sai. Cartoon mới là đúng. Trọng âm là cartoon mà, ôm loại chữa rồi mà. Cái cartoon này cô đã nói trọng âm rồi mà, đúng không? Cartoon là trọng âm 2 mà. Mọi người đều biết em ạ. Cartoon là trọng âm 2. Và đây nữa này, reduce là động từ. Đây nhá, chọn trọng âm khác nhá. Provide là trọng âm 1 này. Thế thì so, provide là động từ nhá. Service cũng là service là danh từ em ơi. Đúng không? Service là danh từ thì là một. Thế thì phải khác, phải chọn từ. Cái này cũng là căn cứ theo từ loại mà. Đấy, động từ đây encourage là encourage là đang chọn encourage nhưng không đúng. Educate mới là educate. Educate là chọn âm 1. Còn những cái này là chọn âm 2 này. Encourage là chọn âm 2. Recycle chọn âm 2. Repeat đi qua đây em phải nhớ luôn. Nhớ luôn từ này, educate đúng không? Tiếp theo, cái này thì chính xác rồi. Điền giới từ thì dễ rồi. Câu này sai. Đây là quá khứ mà. When he was trying để nhìn đúng ra. Đúng không? Đúng rồi. Skip này sai. Spend mà sao nó verb in mà. Đây. À quên. Cứ file, file thì verb in đây. Đúng không? File playing football. À thế đây chỗ này thế phải bật lên mình. Câu của đề bài không có chính xác, nó không chính xác nhưng mà mình đáp chọn đáp án mình phải học được chính xác. Chỗ này going to thì động từ mà để collect thôi chứ. Những cái này rất đơn giản đúng nha, đúng không? Chưa có gì là nâng cao đúng không? Number sai rồi, number. Number không rồi, giờ number thôi. Giờ number không có S. Nhá. Nó là number là số lượng mà. Nó là số nhiều sẵn rồi đúng không? Ừ, giờ đang mở là số nhiều sẵn rồi. Đây. Không phải bị động. Đáp án chính xác là B. Cái câu ít thì 4. Ừ. Burn. Last. Không còn lệnh phần nghe đâu. Sau này còn lệnh phần nghe sau. Cái này cũng sai nốt này. List này là so sánh nhất. Nên có so sánh nhất không? Có the list không? Có the list không? Không phải so sánh nhất đâu đúng không? Thế thì mo đấy chứ. Xem lại nha.
Đây. Con này sai này. Kệ này. Thu thập rác từ chúng, họ có thể thu thập rác từ chúng là. Ồ, chỗ này là thu thập rác mà cô. Được. He can make and donate, give blanket. Mọi người có thể làm gì để giúp người người vô gia cư mà. Người vô gia cư thì cần thu thập rác cho họ á. Vô gia cư người ta cần chăn chứ. Đúng không? Cần chăn để ở chứ. Sau này như thế này. Các gia đình nên dành thời gian tình nguyện. Tại sao? Bởi vì nó là một cách tốt nhất để gia đình cùng vui vẻ trên cùng nhau và có nhau. Cái chỗ. Không, nhưng mà gia đình mà. Người ta đang nói về gia đình. Chỗ này có. Gia đình dành thời gian để vui vẻ với nhau đây. Đây. Can... cái bài này cô không cần đọc cũng biết. Gia đình vui vẻ với nhau đúng không? Và gần nhau hơn đây. Gia đình mà còn cá nhân thì nó mới là. Cá nhân thì mới làm cho họ cảm thấy. Cảm thấy thất vọng. Tức là cá nhân thì mới làm cho cảm thấy tự hào. Và có ý nghĩa được chưa? Thấy chưa? Vậy mình phải đọc kỹ câu hỏi là gia đình hay là cá nhân. Mà có trải nghiệm một. Cái này cũng thế này. Mọi người sống ở vùng núi vì thế họ có nhiều không khí trong lành. Thế thì mọi người có nhiều không khí trong lành bởi vì họ sống ở vùng núi chỉ đảo cho nhau thôi. Vì họ sống ở vùng núi đâu. Mọi người có rất nhiều không khí trong lành vì họ sống ở vùng núi. Ừ, thế. Nó thế mà bị lừa đấy. Sai nhiều câu mà không ngờ nên đến lúc bị thi về chưa thể nói lên điều gì đấy, phải chăm